chúng ta lại ghé lại quán cô gái hả các bạn. Hôm nay là thứ năm, cô gái bán bánh khọt. Đây khách mua rất là đông đây các bạn, đứng chờ. Không gian rất là nhỏ thôi. Con trai của con cái được hả con? Bữa cái thịt là 20.000 hả con? Cô gái nhân không có 1.500 nè cô gái. Cái này nhân không hả? Cái đó không có đậu xanh không có 1.500 à. Còn cái thịt là 2.000. Cái tôm thì 3.000. Tôm là 3.000. Tới 8. Cô cái này là đậu xanh hả cô? Cái này á hả? À, cái này là không nhân. Là không nhân hả? Là đậu xanh á. Cô gái nó đậu xanh. Xanh á. Còn cái này là nhân thịt hả cô? Ừ, nhân thịt. Cô gái này ngày này mình đúc bao nhiêu cái nhân thịt vậy cô gái? Không biết nữa con ơi, cô gái đúc tới nhiều lắm. Không để rồi cô gái. Mấy trăm cái ngày thịt á. Một ký thịt với lại 1.5 kg tôm. 1 kg thịt với 1.5 kg tôm. Em đi vô chưa? Giống như chiếc phim chậm. Chậm vậy đó. Một ly vậy là có chỉ có 5.000 thôi cô gái. 5.000 thôi con. Rẻ quá hả? Cô gái bán gì cũng rẻ mà. Bỏ thêm miếng nước dừa. Rồi. Bịch mắm không cay bịch nha. Tôm thì 30, thịt thì 20. À thịt hả? Ờ đi. Lấy 20 thịt đi. Lấy tôm 6 cái thịt chút nhớ nữa hết rồi đó. Lấy con nói 6 cái thịt này. Rồi. Lấy 20 ngàn bán cho con. Rồi lấy gì để bán cho con. Con lấy ăn gì con? Ba tôm, ba thịt 15 ngàn con. Có này bánh khọt thịt là thịt heo hay thịt bò hả con? Heo. Thịt heo sao cô gái? 25 nè em. Một hộp quá thường bán bao nhiêu ngàn cô gái? Hộp cơm thì 3 ngàn, hộp cơm thì 2 ngàn, hộp không thì 15 ngàn. Đưa lên mạng hả? À. Hộp nó vô nó đưa mình xào, nó đưa đi. Đây là dĩa rau của cô gái hả? Được rửa rất là sạch, bỏ trong cái thau. Nó quay lại rồi.
mặc dù quán cô gái trong hẻm nhưng mà rất người đông đến mua ha các bạn. Bán hơn 30 năm rồi. Từ lúc cô gái chưa có chồng đến giờ thì con gái của cô gái là 32 tuổi rồi. Cái này là 10 cái tôm mà nè, rồi cái này cái gì nữa? Hai thứ 15 nữa. Ủa không phải, hai bánh. Là sao? Hai loại kia kìa. Phải có tôm này rồi phải không? Lấy hai loại kia kìa, có tôm đó là hai. Có tôm gì lại? Hai này thôi phải không? 15 ngàn luôn phải không? Có hai ăn ở đây không? À, bác thấy ở đây món ở đây như thế nào? Bán rẻ mà ngon. À. 10 cái này 20. Rồi, mấy cái này là 24 ngàn cái này. Đây là chè chua nước, chỉ có thứ 5 là phần mới bán thôi các bạn. Còn bánh khọt là bán thứ 2 với thứ 5. Còn những ngày trong tuần thì bán bánh bèo, bánh nặng. Rất là mềm 25 lấy 20. Rồi lấy cái mấy cái này luôn. Mấy cái Thúy nói giùm. 6 cái. Sao rồi cái này cay luôn hả? Sao hả? Quay cái này đi rồi nhé. Quay vô lên mạng quảng cáo. Bánh nó ra được quay rồi nha. Ủa này gì? Bởi anh hàng mới quay lại đi vô. Hết rồi. Bột làm bánh khọt là bột gì hả cô gái? Gạo xay. Bột gạo à? Gạo. Ngày nay cô gái làm mấy ký vậy? 4 ký bột gạo. 4 ký gạo xay. Lại một ít tôm nguội. Thì chắc cô gái chuẩn bị trước 2 giờ đúng không? Mà 2 giờ mới bày ra đây bán. Trời ơi, nó chuẩn bị từ trước luôn á. Tưởng dễ đâu, đồ khó. Làm này nó vất vả hơn bánh bèo nhiều. Con chưa thấy lúc này á. Lúc này á. Lại sớm chút. Sớm heo mà sớm. Chị quay bằng hà bánh phọt thôi. Heo, hà heo. Hà bánh phọt, bánh phọt gì đây hả? Thịt hả tôm. Mang về á chị. Thì thôi đúng không? Còn bánh khọt. Dạ hết bánh khọt em còn mấy chè xương nước rồi. Gói. Rồi. Em tới trễ còn mấy cái em hốt hết luôn hả? Dạ. Thường ngày em có hay ăn ở đây không? Dạ có. Dạ.
ăn cũng lâu á. Lâu lắm rồi hả? Trong vòng mà chưa tới nửa tiếng thì cô gái bán gần hết dĩa bánh khọt rồi. Cho bánh không chay bánh tan chị, đợi em chút xíu nha chị. Nửa này. Bịch chú mắm vậy là nhiều rồi. Còn bịch không chay có nhiều. 2 chay 1 không hả? Chúng tự tính vậy đi. 50 bánh với lại 24 là 74. Ủa sao chụp không chị? Đó là món gì á cô gái? Chè cho nước mà. Chè cho nước, bữa nay mình có thêm chè cho nước nữa. Đúng, từ thứ năm mới có thôi. Chè thứ năm mình, thứ hai, thứ năm mình mới bán bánh khọt thôi đúng không cô gái? Thứ năm và thứ hai bán chè phơi mô, còn mấy là chè đậu đen. Còn mà thứ năm là độc quyền chè cho nước. Ăn lắm phải không? Nói vậy đi ha. Cứ làm cho mình đưa tôi số tiền đó. Tôi không có làm cho nó cái nóng.